cảm ơn chào cô bác chị đã quay lại kênh của em. Thì chiều hôm nay em có mặt tại chùa Cho Tâm Giác hay cô bác chị? Trời rất là nóng nhưng mà con cô bác Phật tử đến đây rất là đông luôn, quá tải luôn cô bác chị. Quá là chị vậy, chị đây nắng nóng quá trời cô bác chị. Quá tải đầu Phật tử đến đây luôn. Quá đông. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Quá đông Phật tử luôn, cô bác chạy ơi.